Tôi xin chào các anh chị bác sĩ hô hấp Việt Nam xem movie này ạ. Tôi rất cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam cho tôi có cơ hội báo cáo ở đây. Chủ đề hôm nay là đặt tên tôi với sự hẹp khí phế quản. Hiện tại bệnh viện tôi là chỉ một viện viện nhằm bệnh nhân cần đặt stent và nội soi ống cứng trong 23 quận Tokyo. Và trong thời gian corona này cũng thỉnh thoảng có trường hợp đặt stent. Báo cái này là hôm nay có 20 phút ạ. Hôm nay tôi bắt đầu từ số 1, giới thiệu stent là như thế nào và đều chia sẻ hẹp khí quản thì cần stent loại nào. Số 2, đối với tình trạng lành tính thì stent là phương pháp cuối cùng. Ở đây nói về phương án thay thế nên thử trước. Số 3 là tham khảo lại biến chứng về stent khi phế quản. Sau đó tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thuật nhỏ liên quan đặt stent gần đây trong số 4, rồi cuối cùng giới thiệu ca đã đặt stent gần đây. Bây giờ bắt đầu từ cơ bản. Số 1, bối cảnh liên quan stent khi phế quản. Stent cho khi phế quản thì có thể chia được hai loại: stent kim loại và stent silicon. Và chúng ta thường chọn stent theo đối tượng nguyên nhân bị hẹp. Trước đây thì đã có silicon thôi. Năm 1977 thì có báo cáo về T-tube rồi. 1990 thì bác sĩ Dumont đã lên báo cáo về Dumont stent rồi. Từ xung quanh năm 2000, có stent kim loại đã bắt đầu. Đó dễ đặt hơn silicon nên trong một thời gian đã được thực hiện nhiều trong thế giới. Nhưng khi nguyên nhân là tình trạng lành tính như bài hôm nay, được biết là nên chọn stent là silicon. Đây là statement của FDA tại điều nói chính về stent kim loại. Vì stent kim loại là nguy cơ biến chứng cao hơn và tỷ lệ nguy cơ lên theo thời gian và có lấy ra khi muốn lấy. Nên hiện tại được nói là vì nhân bệnh lành tính thì không nên chọn stent kim loại. Và theo các suy nghĩ như vậy thì khi đặt stent cho bệnh nhân bệnh ác tính cũng phải suy nghĩ về chỉ định stent kim loại cẩn thận, vì gần đây cũng có bệnh nhân sống lâu hơn 5 năm với ung thư phổi đái tháo đường. Stent kim loại cũng có ưu điểm có thể đặt được bằng nội soi ống nghiệm và nhanh, nhưng mà khi đặt stent silicon bây giờ phải đặt stent silicon vì là hôm nay là bệnh lành tính. Chúng ta nên sử dụng nội soi ống cứng. Đây là nội soi phế quản ống cứng. Không như nội soi phế quản ống mềm. Khi thực hiện nội soi ống cứng thì phải được gây mê sâu như khi phẫu thuật ngoại khoa. Anh dưới này là cảnh của phòng phẫu thuật của bệnh viện NCGM đang đặt stent silicon. Nội soi ống cứng là có ống kim loại như vậy, thẳng. Ống này sẽ vào từ miệng, qua thanh môn và đến khí quản hoặc phế quản gốc hai bên. Và dùng cửa như cái kẹp ống hút chẳng hạn có thể vào từ ống này và có thể xử trí trực tiếp. Một lần lưu ống cứng này rồi thì khi chảy máu cũng có thể xử lý được tốt hơn nội soi ống mềm. Và nhiều đường cừ to cũng có thể vào được ống đồng thời. Vì thế, khi xử trí khí phế quản xâm lấn cao, có nội soi phế quản ống cứng thì an toàn hơn. Và đặt stent silicon là một kỹ thuật có chỉ định nội soi ống cứng tốt nhất. Đây tôi có hai movie để hiểu nội soi ống cứng là thế nào. Movie này là đang cho ống cứng vào từ miệng và qua nắp thanh quản rồi và đang đi qua dây thanh quản cho xoay rồi khí quản rồi và một chút nữa thì được rồi. Ừ,
Movie thứ hai này là vì hôm nay chủ đề là tên chỗ sẽ hẹp nên đã chồng rút tên sư công gia cả một chỗ tên chập rồi vừa kéo vừa cho xoay nhiều. Ra rồi. Kéo dài nữa thì xong ạ. Tên silicon có thể rút ra dễ như thế này. Đây là một lý do giúp cho bạn làm chính. Rồi số 2. Những phương án phải thử trước khi đặt tên. Đối với tình trạng lành tính thì tên là vẫn là phương pháp cuối cùng. Vì khi đặt nên có xâm lấn và trong khi có tên cũng có nhiều biến chứng nguy hiểm cho tên. Nên ở đây xem lại phương án thay thế nên thứ trước. Bệnh nhân trên là 44 tuổi nữ. Nguyên nhân thì là không rõ mà bị hẹp phế quản gốc trái từ khi trẻ tuổi đây và nôn bà bổng hơn 10 năm theo định kỳ ở bệnh viện tôi. Nguyên nhân này bị hẹp như màng nên dễ mổ dồn lại bằng balloon và chỉ nôn theo định kỳ thôi, không có vấn đề trong sinh hoạt nên là chưa cần stent. Cái dưới là 31 tuổi nam, siêu hẹp do vết thương phẫu thuật liposuction. Bệnh nhân này có chỗ bị hẹp dài 1 cm như CT này đây. Và khi mới bắt đầu thì bác cầm balloon 5-6 tháng một lần, mà mấy năm sau thì có thể là 1 năm một lần thôi, cũng không bị khó tỏ rồi. Cũng chưa được nghĩa là có thể chỉ định có stent. Trước khi đặt stent, chúng ta nên thử những phương án thế này hay là cũng có khi đốt bằng tần số cao hay laser. Vì một lần đặt stent không phải chỉ khi đặt stent mà là còn sau khi đặt rồi đến khi rút ra có thể có những biến chứng nguy hiểm. Tóm lại thì thế này, khi sẹo hẹp khí quản, tình trạng có thể có hiệu quả điều trị không phải stent thì nên thử. Một số bệnh không có chức năng sừng khi phế quản như Malaysia thì cũng ít hiệu quả đốt hay là nông bà bốn. Nên tình trạng nặng thì có khi nên đặt stent sớm. Khi có rò thực quản, khi phế quản hay rò phế quản màng phổi, do tình trạng lành tính hay ác tính cũng có khi cần stent đến khi khỏi. Khi nào đặt stent một lần, chúng ta nên suy nghĩ có khi nào rút ra được hay không. Cũng có một số báo cáo nói về biến chứng liên quan stent nhưng mà tiêu chuẩn biến chứng không rõ và tình trạng bệnh nhân và nguyên nhân bị hẹp, loại stent đã chồng, kỹ thuật, bác sĩ cũng rất khác nhau nên chất lượng thống kê không cao lắm và là chỉ số này tỷ lệ biến chứng cũng khác nhau nhiều theo báo cáo. Mà cũng được biết là như đây nên khẳng toàn nhiễm khuẩn do stent, di chuyển stent, bị tắc lại stent chẳng hạn. Đặc biệt là đặt stent cho bệnh nhân tình trạng lành tính, phải suy nghĩ trước là có phương án nào khác hay không. Và sau khi đặt stent rồi, nói nhiều lần mà cũng phải suy nghĩ có cần rút ra không, hay có thể rút stent ra được hay không. Anh trên này là trong tên silicon hình ý có dính vào mũ và anh dưới này phía trước tên khí quản có u hạch và bị hẹp lại và cũng chảy máu. Số bấm ở đây tôi giới thiệu một số kỹ thuật nhỏ để cải thiện quá trình đặt tên. Trên này có hình ảnh những dụng cụ hay kỹ thuật của nội soi phế quản. Hiện tại khi nói từ nội soi phế quản thì thường suy nghĩ đến nội soi phế quản ống mềm, mà trước đây thì nội soi phế quản đã bắt đầu từ ống cuốn làm bằng kim loại.
năm 1897, bác sĩ Kilian ở Đức đã phát biểu nội soi phế quản ống cúng, và đó là bắt đầu của nội soi phế quản. Nội soi phế quản tiến hóa theo thời gian. Chắc một sự kiện lớn nhất là bắt đầu của nội soi phế quản ống mềm này. Sau đó cũng rất nhiều loài kỹ thuật được bắt đầu, mà khoảng 15 năm trước, e-bus đã được phát biểu. Rồi hiện tại đây là kỹ thuật không thể thiếu được. Trước và sau e-bus, độ chính xác của nội soi phế quản đã thay đổi rất nhiều. Và gần đây có một kỹ thuật mới có thể ở trung tâm của tiến hóa theo e-bus là kỹ thuật cryobiopsy tại tổn thương ngoài vi phổi và bên lan tỏa phổi. Bây giờ NCGM cũng có ca cryobiopsy hoàn toàn rồi và đang có hiệu quả rất tốt. Khi mới bắt đầu nội soi phế quản ống mềm, tất nhiên là những kỹ thuật như thế đã chưa có. Khi nào bắt đầu ống cứng thì những kỹ thuật đã chưa có. Mà bây giờ về lại nội soi ống cứng thì các kỹ thuật cải thiện độ an toàn và độ chính xác của nội soi ống cứng. Ở đây tôi giới thiệu những kỹ thuật nên kết hợp với trường hợp đặt stent bằng nội soi ống cúng. Cái đầu tiên là e-bus, một kỹ thuật không thể thiếu được bây giờ. E-bus có 3 loại: blob, convex e-bus và radial e-bus, có liner e-bus và balloon e-bus. Khi nội soi can thiệp, convex e-bus là hiệu quả tốt để đánh giá mạch máu chỗ đang bị hẹp. Có cala doppler nên có thể biết chỗ muốn xử trí có mạch máu thế nào, hay là có thể xác nhận nốt đang muốn đốt này có phải là mạch máu không. Tất nhiên là có thể xin chết thêm nếu có nghi ngờ bệnh gì khác. NCT này là bị sẹo hẹp vết thương phẫu thuật mà trong CT đã thấy một chỗ có mô mềm, không thể loại trừ thay phát ung thư nên là đã xin chết mô mềm ở đó bên trong sau vết thương và đã không phải thay phát bằng e-bus. Còn khi đặt stent silicone thì balloon e-bus có hiệu quả rất tốt để đổ đường kính chỗ bị hẹp. Chi phế quản xung quanh cũng có thể đổ được, và đặc biệt là chỗ mà mỗi mỗi dồn lại stent nên là just size, tức là nhỏ hơn hay là to hơn thì khả năng biến chứng sau sẽ là nhiều hơn. Và đương nhiên chỗ mà đã bị hẹp và mỗi mỗi dồn lại thì không thể biết được bằng CT trước kỳ xử trí. Nên ở một số bệnh viện Nhật Bản thường sử dụng balloon e-bus như thế này. Balloon e-bus có thể đẩy chỗ mỗi mỗi lại và có thể biết được khi stent sẽ được cho vào, sẽ đẩy nhẹ chỗ đó thì được mổ đến bao nhiêu mm chính xác. Rồi cái này là nội soi ảo. Đây kỹ thuật này là đã được bắt đầu và phát triển đối với một kỹ thuật hỗ trợ e-bus scan TBLB. Kỹ thuật nội soi ảo có thể tạo ra ảnh 3D từ CT tự do nên là có thể làm ảnh theo CT và có thể đi qua chỗ hẹp được, cũng có thể nhìn lên được. Nếu được CT, đọc được CT rất tốt thì cũng không có thông tin mới home city, nhưng có thể làm hiếu kỳ hóa, visualize dễ hiểu. Cái này là huyền quan, chắc cũng có nhiều bác sĩ sử dụng huyền quan rồi, vì những đồ liên quan đặt stent như ống cúng, dây cửa balloon, stent vân vân, có thể thấy bằng X-quang tốt nên là khi thực hiện các xử trí thì huyền quan lúc nào cũng thêm thông tin để làm an toàn và chính xác hơn. Đây là máy cryo.
Có thể làm gì tích lại Clio Pepsi. Gần đây Clio đang được vị trí tốt trong thế giới nội soi phế quản vì nó rất kiện và sinh chất tổn thương ngoài vi phổi to, mà từ trước khi Clio được phổ biến để lấy tổn thương ngoài vi như thế, Clio có đặc trưng phù hợp stent khi phế quản rất tốt, và một số bệnh viện chuyên môn về nội soi thì dùng cái này cho stent lâu rồi. Stent có mấy cái ưu điểm cho stent. Một cái là stent silicon có thể chạy bằng nhiệt độ cao, nên là sau khi đặt stent rồi thì khi cần đốt thêm thì Clio rất an toàn. Số 2, Clio thì không phải nhiệt độ cao, nên là khi đốt không cần giảm liều lượng oxy như máy đốt khác. Clio được mô rất to, lấy mô bên phải rất to, nên khi đốt thì nhanh nhiều hơn những dụng cụ khác như hot biopsy hay laser APC, và cũng ít chảy máu khi đốt. Những kỹ thuật mới như vậy thì đã phát triển đối với kỹ thuật trong nội soi phế quản ống mềm, nên khi nội soi ống cũng làm với nội soi phế quản ống mềm thế này cũng là dễ và an toàn. Rồi cuối cùng của bài hôm nay, tôi giới thiệu mấy ca gần đây. Bệnh nhân này là 36 tuổi nữ, bị hẹp do tai nạn giao thông. Có lẽ hôm nay giới thiệu đây hai ca đã được stent ở Nagoya. Tôi cảm ơn bác sĩ Okibasaka và chị Ishida. Cái này là xin lỗi mà chỉ có hình ảnh CT thôi. Bệnh nhân đã bị tai nạn giao thông nặng trước đây và nhiều năm sau bị khí quản xẹo hẹp. Nguyên nhân thì không rõ mà có thể là do tai nạn khi đó. Chỗ bị hẹp dài hơn 2 cm đây, và chỗ đó sụn cuống khí quản không giữ hình xi được rồi. Đã nôm bấm bón thôi thì đã không có hiệu quả lắm, nên là đã đặt stent silicon, và stent này khi nào có thể thì sẽ rút ra thử. Rồi 22 tuổi nữ, bệnh nhân đã bị lao chi phế quản, và bây giờ lao thì khỏi rồi mà bây giờ hiện tại chỗ hẹp. Đặt chiếc khi đặt stent là thế này, và là đặt stent một lần, sau đó có u hạch và bị sẹo nữa thì đặt lại stent mới và rút ra hai cái. Nên này là có movie vào trong khí quản rồi, mà xem CT thì cũng rộng nhưng mà thật ra là nhỏ như vậy. Nông và bấm rồi vào lại. Ở đây là khí quản cũng bị sẹo hẹp toàn bộ, mà khí quản gốc cũng là hơi nhỏ. Bây giờ đặt thêm một cái rồi sau để hôn cho di chuyển. Rồi khóa 1 năm sau, như vậy thì dễ thở rồi, nhưng mà khóa 1 năm sau thì có sẹo hẹp lại đằng kia của stent. Vào lại stent số 1 cũng được mổ tốt, nhưng mà ngoài vi của stent có bị sẹo u hạch một chút. Một số u hạch thì có thể lấy được Cryo biopsy rồi rút stent này ra. Mà đặt stent thứ hai, chỗ mà đã có stent thì cũng rộng rồi, và đặt stent thêm một cái nữa. Và một thời gian sau rút ra. Trang cuối cùng hôm nay tôi đã báo cáo
chủ đề nội soi can thiệp sustain đều chỉ sẹo hẹp chỉ quả. À, hy vọng là các anh chị chưa bắt đầu stent thì đã nắm được stent cho sẹo hẹp khí quản là thế nào, và cũng hy vọng là các anh chị đang đặt stent ở Việt Nam thì có thông tin nào có ích cho làm việc ngày mai. Đây là bệnh viện NCGM. À, hôm nay tôi rất hân hạnh và cảm ơn được mời hội nghị khoa học tư nhân hội hô hấp Việt Nam 2020 ạ. À.